Fariton Active, sức mạnh giành chiến thắng. Em có điểm yếu gì không? Dạ, điểm yếu của em á, thì thứ nhất là em nghĩ rằng á, là khi mà mọi người mới nhìn vô em á, khi mà chưa nói chuyện á, thì có thể là nghĩ em rất là khó tính. Nhưng mà thật sự khi mà tiếp xúc á, rồi em nói rất là nhiều. Rồi còn em? Là gái. Dạ, điểm mạnh của em là em thuộc tiếp người là hòa đồng. Em luôn sống lạc quan và nghĩ một việc, mọi việc theo cái hướng tích cực ạ. Khuyết điểm của em là em nói hơi nhanh. Với lại một cái nữa là em hơi thẳng thắn đối với bạn bè và đồng nghiệp, cho nên nhiều khi cũng làm cho bạn bè buồn. Một cái nữa là em thấy em thích ngủ nướng. Hy vọng là em tìm được một người đồng hành, có thể buổi sáng gọi em dậy sớm để cùng nhau đi chạy bộ ạ. À vậy đó hả? Tưởng người đồng hành ngủ nướng chung chứ. Ok. Đường tình duyên em gái thế nào rồi em? Từ trước tới giờ thì em chưa trải qua mối tình nào ạ. Thiệt không? Dạ. Lý do? À, hồi đi học thì em chủ yếu tập trung vào việc học. Đi làm thì cũng chỉ tập trung vào công việc thôi, không có chú trọng nhiều về tình cảm á. Nhưng mà phải có lời ông tiếng ve đồ này, ve vãn đồ này kia nọ chứ. À, dạ có, thì cũng có vài anh thương và để ý, cũng có tỏ tình. Nhưng mà lúc đó thì em cũng chưa có quan tâm đến tình cảm lắm á. Cho nên là tụi em chỉ dừng lại ở bạn bè thôi ạ. Trời ơi. 37 người xinh xắn trắng trẻo. Để tôi coi. Em mới ra là bị choáng rồi. Dạ, em chào anh. Đó, 37 dễ thương không? Tuổi dễ thương chứ. Chắc tại khó tính quá, đúng không? Có khó không? Khó tính không? Dạ chắc có chút chút. Có chút chút hả? Có hai vấn đề đặt ra, một là khó tính, hai là giới tính. Có thích gái không đó? Dạ không chị. Em nói thẳng đi, em nói thẳng đi, em thích trai hay gái cho dạ, phải. Em thích trai đẹp. Em thích trai đẹp. Thích trai đẹp. Thích trai đẹp, không thích trai xấu em ra. Tiền ngoài chưa ra đúng không? Mấy người mũm mĩm mập mạp. Nín đi. Nín đi. Áp lực không em? Dạ em ra em cảm thấy em bị choáng luôn. Em say sẩm luôn đúng thậm không? Thậm chí giờ em còn không nhớ là bạn gái giới thiệu tên gì luôn. Đó, em nói lại tên cho anh hết hồn. Dạ, em tên là Duyên ạ. À. Duyên. À, anh chào Duyên, anh tên Hải. Đó. Dạ, em chào anh Hải. Duyên Hải. Ừ. Em linh cảm là người này là... Hình như là tối hôm qua em có nằm mơ đó. Phải không? Nằm mơ sao? Dạ, nằm mơ thấy một người con gái của ngày mai là mặc áo đỏ. Dạ, rồi, hình như nữa? Cái mặt sao cũng nữa? Tròn tròn. Tròn tròn. Thì tướng người chắc hình như cũng khoảng 1m55. Trời ơi, em có cảm giác như đây là cái người con gái mà giống như là trong mơ của em không? Em linh cảm không? Em hình như em nghĩ là em cũng có giác quan thứ 6 đấy. Mà không biết có thật hay không. Ôi chị cũng mừng, chị mong là ngày hôm nay là em sẽ gọi là sở hữu được cái món quà ông trời trao cho em. Nhưng mà đường tình duyên của em sao rồi? Dạ em thì đã đổ vỡ hôn nhân một lần. Dạ từ năm rồi, sau khoảng 15 năm cũng có hai đứa cha đứa con. Nó cũng có nhiều vấn đề lắm, có nghĩa là trước đây đứa thứ hai của em á là nó mới có 1 tuổi à. À, thì em nghĩ nếu mà hôn nhân mà đổ vỡ lúc đó thì con em rất là khổ. Tụi em cũng cố gắng hàn gắn lại với nhau rất là nhiều lần. Nhưng mà vẫn không có không cùng quan điểm. Dạ. Bây giờ hai cháu ở với ai? Dạ hai cháu bây giờ hiện đang ở với ông bà nội. Em nuôi hết hả? Trên giấy tờ là tụi em lo hết. Cháu nhỏ năm nay được nhiêu rồi? Dạ cháu nhỏ năm nay 11 tuổi. Cháu lớn? Dạ 16. Ô vậy là tụi nó cũng lớn hết cũng rồi. Cũng lớn rồi. Dạ. Bây giờ quan trọng là em gái ơi. Dạ. Một cái người đã từng ly hôn thì em cảm nhận thế nào? Dạ em nghĩ thì vấn đề ly hôn nó cũng không phải là cái rào cản. Quan trọng là em với ảnh cảm thấy có hòa hợp với nhau hay không. Hoặc là ảnh có tạo được cho em cái cảm giác an toàn mà em có thể tựa vào hay không ạ. Còn vấn đề con cái? Thì cho em hỏi một xíu ạ. Thì anh tiến tới tìm hiểu của ai đó, anh có chuẩn bị tâm lý cho các bé chưa ạ? Hai đứa nhỏ em có từng hỏi rồi, sau này mà ba có vợ á thì hai đứa thấy như thế nào? Thì hai bé nó có nói vậy, ba có vợ không sao hết, tụi con giờ lớn rồi, tụi con thích ở với ông bà nội thôi. Ba có vợ thì ba ở với vợ ba. Em khỏi phải lo gì về vấn đề đó. Nếu như vậy thì theo anh thì khi mà bước vào gia đình của anh, em cần chuẩn bị những cái tâm lý gì để em có thể hô hợp với gia đình của mình ạ? Thứ nhất là nếu mà chúng ta đến với nhau á, hãy hiểu cái vấn đề hôn nhân là gì trước đã. Anh có cảm thấy khó khăn gì anh sẽ chia sẻ với em để em hiểu. Dạ, em cũng vậy, em có cái gì đó khó khăn hoặc là em cảm thấy gút mắt gì về có phải làm dâu hay không, hoặc về mấy con anh có đồng ý hay không, điều đó không quan trọng. Em hãy nghĩ về chúng ta. Rồi, một chút xíu hai bạn sẽ gặp nhau để trao đổi vấn đề đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình trước đã. Em gái đi với ai?
Dạ, em đi với chị đồng nghiệp và em họ của em ạ. Chào MC Duyên Dáng, Quyền Linh. Xin chào MC xinh đẹp Hồng Vân. Cảm ơn chị. Ông Mai bà Mai rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn chị. Tôi tên là Thúy Lam, là một người bạn đồng nghiệp và vai người chị của Tuyết Duyên. Xin nói một chút về Tuyết Duyên. Cái nhận xét của mình là khi mà làm chung với Tuyết Duyên khoảng gần 3 năm nay thì mình nhận thấy là em là một người rất là trầm tính. Nhưng em có những cái suy nghĩ rất là chín chắn. Theo mà chị hiểu Duyên á thì Duyên cũng không có quan trọng cái vấn đề về hôn nhân. Duyên thích theo đuổi sự nghiệp, công việc ở bên bạn nam á, thì đối với em á thì sau khi mà vợ chồng đổ vỡ như vậy á thì em có nghĩ rằng cái cô đó sẽ là một cái người bạn của mình không? Sau khi mà ly hôn rồi, cô ta cũng có dắt một vài người bạn ở công ty tới ủng hộ quán cũng mấy lần. Và dĩ nhiên là coi như bạn bè bình thường thôi. Và em lúc nào em cũng hoan nghênh cái tinh thần đó. Còn chuyện kia là không bao giờ. Chị thấy ảnh là một người rất là man nha. Và không có phải là hot boy như là cái suy nghĩ là em mong muốn một người đẹp trai, nhưng mà chị nghĩ thực sự cái đó không phải là yếu tố chính đâu, mà một người từng trải và ảnh đã qua một cái lần đổ vỡ hôn nhân như vậy thì ảnh sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm, và cái sau thì chắc là ảnh sẽ làm tốt hơn. Chị nghĩ là có thể em nên cho ảnh một cơ hội. Dạ. Ok rồi, cảm ơn chị. Em đi với em trai. Dạ, đi với hai người bạn thân. Mời đại diện nhà trai. Lời tiên cho phép em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng toàn thể quý khán giả đang có mặt tại trường quay. Em là bạn của anh Hải. Thì em chơi với anh Hải cũng đến nay cũng khoảng gần 20 năm rồi. Em khá hiểu rõ về tính của anh. Thì anh rất là hiền lành và anh có lối sống rất là lành mạnh và đề nếp. Đặc biệt là anh nói ăn ngon, anh hát hay. Về chị Duyên đây á, em thấy chị rất là xinh xắn và dễ gần. Thì em nghĩ anh chị nên mở lòng ra và cho nhau một cái cơ hội để có thể tìm hiểu lâu dài hơn. Ok, rồi. Cảm ơn em. Mở rào. Rồi, mở rào. Rồi, đây là không gian của tụi em. Hãy thoải mái trò chuyện nha. Bắt đầu đi em. Chào em. Chào anh ạ. Tặng cho em một con heo, nó đang híp mắt, giống như nó đang ngủ. Dạ, em cảm ơn anh. Đây chị cầm giùm. Cảm ơn. Em tặng anh một cái cây. Cây này tên là cây kim tiền. Thì nó có ý nghĩa là nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho gia chủ. Dạ, anh đổi tên thành kiếm tiền được không? Dạ, tùy anh. Và thông qua cái cây này em cũng xin muốn gửi một thông điệp ạ. Việc mình chăm sóc một cái cây, muốn cho cây nó phát triển, nó đơm hoa, có trái thì nó cần có cái sự vun đắp. Mình phải hiểu được cái cây đó đặc tính nó như thế nào. Mình xây dựng một mối quan hệ như cũng vậy ạ, cũng cần phải sự thấu hiểu và vun đắp của cả hai bên. Rồi, hy vọng hai đứa cùng vun đắp ha. Mở đầu câu chuyện hãy phá tan cái bầu không khí nãy giờ, nó căng thẳng quá. Bằng bài hát nào đó đi em trai. Giờ em hát một đoạn nhạc hậu quảng đi nha. Rồi. Cho nó vui nha. Hát trước mặt bạn gái, biểu diễn trước mặt bạn gái. Chim rừng liễu lo cánh thơ mộng hoa, đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường, mắt nhìn hai lối khó mong chỉ thông lộ, xin người chỉ giúp cho. Dạ xin hát rồi. Hát hay chứ. Em cảm thấy về anh như thế nào khi mà mới gặp? Dạ thì cảm giác anh là một người hiền lành, chững chạc. Có cảm thấy nóng khó khăn hay là gì không? Dạ, tại không, vì em cũng... anh hỏi khảo sát 100 người là có 100 người trả lời đủ hết đó. Em thấy anh cũng nhìn cũng dễ mến ạ. Cảm ơn em. Dạ, anh nhận xét em như thế nào ạ? Thì em là người anh theo anh nhận xét rất là kỹ. Và những gì mà em chuẩn bị làm hay em chuẩn bị nói em cũng suy nghĩ rất là kỹ. Thật sự nếu mà chúng ta tìm hiểu với nhau và về với nhau thì thật sự anh, bản thân anh cũng không cần phải lo lắng nhiều về bất cứ gì. Chỉ cần là thương hai đứa nhỏ, và quan trọng là phải thương chồng.
sau này mà có cuộc sống chung chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái mâu thuẫn mà tự nhiên là em không muốn cái mâu thuẫn đó nó xảy ra rồi, nhưng mà có mâu thuẫn giữa em hoặc là có những cái hiểu nhầm nào đó giữa em và các bé thì lúc đó anh sẽ xử lý như thế nào ạ? Tìm hiểu nguyên nhân tại sao như vậy, chứ anh cũng không phải thiên về ai hết, anh nghĩ cũng không đến nỗi gì đâu. Em có thể về Biên Hòa sống được không? Phụ quán, phụ hỗ trợ chồng để cho cái quán nó phát triển tốt hơn chẳng hạn vậy, em có làm được không? Bửu Long là cũng khu du lịch rất là lớn luôn á. Dạ, nhà em ở đâu? Hiện tại thì em làm việc ở Hồ Chí Minh. Thì em thấy Đồng Nai với lại Hồ Chí Minh thì cũng không phải là khoảng cách quá xa, nhưng mà cái việc mà em có về phụ quán hay không thì nó sẽ là cái việc của tương lai. Giả sử như lúc đó mà em không đồng ý về cùng phụ quán với anh thì như thế nào? Thì mình sẽ sắp xếp ra sao? Thì anh ví dụ chúng ta vẫn quen nhau và anh có thể chạy lên chạy xuống để thăm em mà. Đâu nhất thiết là phải về liền đâu. Em có thể hỗ trợ đầu tư cho cô ấy phát triển kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh được không? Dạ có thể. Tánh em có ghen không? Em không biết tương lai thì em không dám nói trước, nhưng mà hiện tại em nghĩ là em không phải là tiếp người ghen. Bởi vì khi mà em nhìn nhận bất cứ một sự việc gì em sẽ nhìn nhận rất là đa chiều, chứ em không phải nghe bất cứ một ai đó nói thì em sẽ tin tập vào cái lời đó. Không, nó quán không ghen gì nổi nữa. Không ghen phải không? Dạ. Chắc chắn không ghen phải không? Rồi hỏi ổng có ổng có ghen không? Anh nghĩ em nên ghen đi. Tại vì ghen thứ nhất là thương anh em mới ghen. Thứ hai nữa là anh cũng có chút giá trị để em phải ghen. Anh Hải có ghen không ạ? Không, anh rất là ghen luôn. Thấy chưa? Nhưng mà ghen có văn hóa, có nghĩa là phải tìm hiểu coi thật sự là có cái chuyện đó hay không, chứ không phải là cái gì cũng ghen. Ok anh. Rồi, bây giờ nè, Hải bước tới nắm tay cô gái và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nói thế nào đó. Dạ, vẫn còn rung luôn anh. Em có thể nói tất cả những suy nghĩ của mình về cuộc nói chuyện nãy giờ. Em thấy anh Hải hơi rung. Rung lắm luôn. Biết nói làm sao em hiểu lòng anh, từ con tim tha thiết chân thành. Muốn nói với em nhiều lắm, nhưng rồi anh lại lặng câm, đêm ngày thương nhớ âm thầm. Biết nói cùng ai tâm sự đầy vơi, người tôi yêu thương nhất trên đời. Người yêu của tôi thật thà, không mơ cao sang lùa là, không màng phố thị đèn hoa. Cảm ơn. Đến hát nữa mà dài quá. Detox không khí từ trong ra ngoài. Hãy quyết định sau 3 tiếng đếm duyên nha. Suy nghĩ thật lòng. Đúng rồi, anh Linh nói đúng. Cũng bằng trái tim của mình nha. Em suy nghĩ kỹ cái lời của anh Linh nói ha, đúng không? Và bây giờ chị cũng nghĩ là em phải có thể em nên cho mình một cơ hội. Tại vì cái tuổi của mình nó cũng lớn rồi, đúng không? Thời gian cũng không còn nhiều. Nhưng mà đương nhiên vẫn phải là từ trái tim nha. 1 2 3 Có thời gian. Em gái không bấm. Em sẽ nói một chút gì đó, tại sao em lại không bấm? Em cũng muốn em và anh Hải sẽ có được một người phù hợp hơn đối với mình. Nhưng mà điều này không có nghĩa là anh Hải không phải là người tốt. Chính xác.